Chào mừng các bạn đã đến với bản tin hàng ngày của Liverpool. Ở đây, chúng mình sẽ mang đến những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình của đội bóng trong thời gian qua. Rất mong các bạn ủng hộ chúng mình bằng cách ấn like video, đăng ký kênh và chia sẻ để chúng mình có động lực ra những video hay hơn nữa. Còn bây giờ, chúng ta cùng nhau đến với những thông tin chính sẽ có trong ngày hôm nay nhé. Liverpool đã thống trị như thế nào trong trận đấu với Brentford? đội bóng của Slot đã chơi một tư bóng đá tấn công đầy kiểm soát trong chiến thắng 2-0 trước Brentford. Điều này mang lại một kết quả rất tích cực cho Liverpool dưới thời tân huấn luyện viên Arne Slot trong mùa giải này. Trước đó, ở trận đấu với Ipswich, chúng ta đã mất hơn một giờ đồng hồ mới có thể ghi bàn phá vỡ thế bế tắc. Nhưng tại Anfield, người hâm mộ đã được ăn mừng chỉ sau 13 phút khi Luis Diaz có bàn thắng đầu tiên trong mùa giải bằng một pha dứt điểm xuất sắc, bắt nguồn từ tình huống phản công nhanh như chớp của Liverpool đó là một khởi đầu tuyệt vời tại Anfield cho Slots. Nhìn về tổng quan trận đấu này, Brentford họ cũng có một vài cơ hội tốt, nhưng Liverpool của chúng ta là đội kiểm soát hoàn toàn thế trận. Theo Opta, Liverpool đã truyền bóng thành công 92% trong chiến thắng trước Brentford. Đây là con số kỷ lục mà Liverpool có được trong một trận đấu tại Premier League tính từ mùa giải 2003-2004. Chỉ số bàn thua kỳ vọng của Liverpool sau hai trận đấu cũng đang ở mức 0.8 thấp nhất giải đấu. Còn theo Scalca, với chiến thắng 2-0 này, nếu chỉ so sánh trong hai trận đấu đầu tiên, thì đội bóng của Slot đang có số trận giữ sạch lưới nhiều hơn so với chính Liverpool của Jurgen Klopp đã làm trong 17 trận cuối cùng của mình. Quy định cất Jarrell quan xa, thay vào đó là Ibrahima Konate trong trận đấu Ewing đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Konate ở trận đấu với Brentford cũng đã có một màn trình diễn xuất sắc khi giành chiến thắng 100% trong các cuộc đấu tay đôi và sáu lần giành lại bóng. Quan Sa và Konate đang cạnh tranh để trở thành đối tác của Van Dijk ở hàng thủ mùa này. Sau hai trận đấu đầu tiên, có vẻ như Konate có lợi thế hơn so với Quan Sa, nhưng vẫn còn nhiều thời gian để Quan Sa chứng tỏ mình và giành cơ hội cho một suất đá chính. Hiện tại chỉ có Liverpool cùng với Aston là hai đội duy nhất không để thủng lưới ở Premier League cho đến nay. Ngoài ra, tâm điểm chú ý cũng đổ dồn vào Ryan Gravenberch ở giai đoạn đầu mùa giải với vị trí mới ở hàng tiền vệ. Gravenberch là một trong những cầu thủ có màn trình diễn nổi bật của slot trước Ipswich vào tuần trước và cũng có phong độ tốt trước Brentford. Tiền vệ người Hà Lan là người có số đường truyền nhiều nhất với 72 đường truyền và có nhiều pha tắc bóng nhất khi ở trên sân. Gravenberch dường như đã là người được hưởng lợi nhiều nhất từ việc Liverpool hiện chưa có bản hợp đồng mới nào cho đến nay. Và nếu màn trình diễn của Gravenberch vẫn đạt tiêu chuẩn cao như vậy, Gravenberch sẽ là một trong những sự lựa chọn hàng đầu trong đội hình của Slots ở vị trí hàng tiền vệ mùa giải năm nay. Phía trên hàng công, Salah lại tiếp tục phong độ tuyệt vời trước Brentford khi anh ghi bàn thắng thứ hai cho Liverpool. Nỗ lực của Salah giúp anh trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu thứ năm của Liverpool tại Anfield trên mọi đấu trường với 118 bàn thắng, xếp trên Robbie Fowler 117 bàn. Chỉ có Ian Rush Roger Hunt, Gordon Hodgson và Billy Liddell là ghi được nhiều bàn thắng tại Anfield cho câu lạc bộ hơn Salah. Đây cũng là lần đầu tiên Salah ghi bàn trong hai trận đầu tiên của một mùa giải Premier League. Trước đó, Salah đã trở thành cầu thủ duy nhất ghi bàn trong 9 năm liên tiếp ở trận đấu mở màn Premier League. Đó là một khởi đầu hoàn hảo cho Liverpool dưới thời Slots. Với hai chiến thắng này, sẽ là nền tảng tuyệt vời cho đội bóng của chúng ta trước trận đấu với Manchester United vào tuần tới. Cập nhật tình hình chấn thương của Curtis Jones và thời gian dự kiến trở lại. Ở danh sách cầu thủ để tiếp đón Brentford vào chủ nhật vừa qua, chúng ta có thể nhận thấy ba huấn luyện không điền tên Curtis Jones vào danh sách này. Nhà báo Lewis Steele của Mail nói rằng Curtis Jones đã dính một chấn thương háng trong buổi tập hôm thứ sáu vừa qua. Trước trận đấu với Brentford, huấn luyện viên Slot giải thích: anh ấy đã dính một chấn thương nhỏ trong tuần và bỏ lỡ một vài buổi tập, vì vậy sẽ không có mặt trong trận đấu hôm nay. Ở cuộc họp báo sau trận đấu, khi được hỏi liệu John có thể kịp bình phục để chuẩn bị cho trận đấu với MU vào cuối tuần tới hay không, huấn luyện viên người Hà Lan đã nói rõ hơn về vấn đề của Curtis John. Thời điểm Curtis John trở lại có lẽ sẽ rất gần thôi, nhưng chúng ta vẫn phải chờ xem. Thật khó để nói trước được chấn thương đó sẽ phát triển như thế nào trong tuần tới. Cậu ấy sẽ không thể tập luyện trong một thời gian, nhưng sẽ không mất quá nhiều thời gian để anh ấy trở lại và thời điểm đó rất có thể sẽ vào tuần tới. Tôi khá chắc chắn rằng anh ấy sẽ cố gắng làm mọi thứ để quay trở lại sớm nhất. Mặc dù chấn thương của John được cho là ở háng, nhưng huấn luyện viên Slot cũng đã không nói quá nhiều khi được hỏi thêm về chi tiết. Ông nói: "Ở Hà Lan, chúng tôi luôn nói rằng chúng tôi không thể nói trước bất cứ điều gì về chấn thương. Có thể điều đó khác ở đây." nhưng tôi nghĩ nó liên quan đến quyền riêng tư. Nhưng chắc chắn, đó không phải là một chấn thương lớn. Điều này trái ngược với cựu huấn luyện viên Jurgen Klopp, khi ông ấy thường cung cấp thêm những chi tiết cụ thể hơn khi nói đến chấn thương của các cầu thủ. Nhưng với việc huấn luyện viên Slot không tiết lộ quá nhiều về chấn thương của các cầu thủ sẽ giúp ông đảm bảo việc không bị các đối thủ biết được trước tình hình nhân sự của mình. Từ đó, họ sẽ có những kế hoạch chuẩn bị để đối phó với Liverpool. Mùa giải trước, John đã có 36 lần ra sân cho Liverpool. Đi kèm với đó, anh cũng đã phải ngồi ngoài tổng cộng 13 trận do ba chấn thương khác nhau, dẫn tới số phút thi đấu của anh ấy cũng bị hạn chế đáng kể. Anh Slot giải thích quyết định thay Chen Alexander Arnold. Chen Alexander Arnold đã tỏ ra không hài lòng khi bị thay ra trong chiến thắng 2-0 trước Brentford. Theo Ford Mob, đội phó đã có một màn trình diễn mạnh mẽ trước bảy ông, khi anh là người đã tạo ra số cơ hội nhiều nhất với 4 lần đồng thời giành chiến thắng trong cả ba cuộc đấu tay đôi. Anon ở trận đấu này vẫn được huấn luyện viên Slot bố trí chơi rộng khi thường xuyên có những pha di chuyển vào trung tâm hàng tiền vệ. Huấn luyện viên Slot giải thích sau trận đấu rằng ông ấy muốn Anon có thể ở những vị trí có thể tạo ra được những tình huống nguy hiểm ở trong hoặc xung quanh khung thành đối phương bằng những pha tạt bóng của mình. màn trình diễn của Anon là rất thuyết phục. Tuy nhiên, ở phút 72, Anon đã được huấn luyện viên Slot thay ra và rõ ràng chúng ta đều nhìn thấy Arnold không hài lòng. Máy quay cho thấy Slot ngồi nói chuyện với cầu thủ 25 tuổi trên băng ghế dự bị. Khi Arnold tỏ ra bất mãn, nói về vấn đề này, Slot đã nói rõ hơn trong cuộc họp báo sau trận đấu. Arnold trông không vui lắm sau khi được thay ra. Tôi hiểu, mọi cầu thủ đều muốn chơi đến những phút cuối cùng, nhưng tôi không nghĩ các cầu thủ ngồi dự bị thích điều đó. Chen trở lại từ đội tuyển quốc gia, và anh ấy đã chơi khá nhiều trận ở mùa hè này, và không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi trước khi premier league khởi tranh anh ấy chỉ có một vài tuần nghỉ và tính cả các trận đấu giao hữu thì đây đã là trận đấu thứ ba của anh ấy cho liverpool chúng tôi phải giữ cho anh ấy có thể trạng tốt nhất chúng tôi cần anh ấy trong cả mùa giải chứ không chỉ trong hai trận đấu chính thức đầu tiên này điều tốt cho tôi là tôi có một phương án dự phòng rất tốt với kono luôn sẵn sàng điều đó có nghĩa là chúng tôi có cơ hội để cho chen được nghỉ ngơi và anh ấy đã chơi một trận đấu đủ tốt sau tiếng coi mãn cuộc Arnold trông vẫn tỏ vẻ khó chịu. Chúng ta có thể hiểu, anh ấy muốn chơi nhiều hơn. Tuy nhiên, Liverpool cần anh ấy trong cả mùa dài, chứ không chỉ vài trận đầu tiên. Agnes slot nói về việc gian hợp đồng cho Virgil van Dijk, Mohamed Salah và Alexander-Arnold. Agnes Loss đã có buổi nói chuyện với huyền thoại của Liverpool, Jamie Carragher, về tình hình hợp đồng của một số cầu thủ đang bị kéo dài tại câu lạc bộ. Ngoài việc hiện vẫn không có sự bổ sung nào cho đội hình chính, thì một câu chuyện lớn khác vào mùa hè này là Virgil van Dijk, Mohamed Salah và Alexander-Arnold đều đang bước vào năm cuối cùng của hợp đồng. Đây thực sự là nỗi lo lắng rất lớn của người hâm mộ Liverpool. Mặc dù việc cả ba cầu thủ này sẽ ra đi trước khi kỳ chuyển nhượng hiện tại đóng cửa là rất khó xảy ra, nhưng nếu tất cả họ ra đi vào mùa hè tới theo dạng tự do là kịch bản tồi tệ nhất của chúng ta do tầm quan trọng của họ đối với câu lạc bộ. Tuy nhiên, đối với Schloss, ông ấy chỉ có thể tập trung vào việc đảm bảo rằng sẽ tận dụng tốt nhất bộ ba này trên sân. Ông thừa nhận việc ra hợp đồng với ba cầu thủ này không phải là quyết định của ông. Huấn luyện viên người Hà Lan nói trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Sky Sports. Điều duy nhất tôi phải làm là mang lại những điều tốt nhất cho câu lạc bộ và nếu họ thể hiện thực sự tốt, thì tùy thuộc vào việc họ có muốn ký hợp đồng mới hay không sẽ phải dựa trên thỏa thuận của câu lạc bộ và cá nhân mỗi người. Nhưng điều tốt nhất cho tất cả là nếu bạn có hợp đồng hay không thì cũng hãy có những màn trình diễn tốt nhất có thể và việc mà tôi có thể giúp họ cùng với đội ngũ của mình là mang lại những điều tốt nhất có thể cho các cầu thủ này cho đến bây giờ điều đó vẫn đang rất tích cực. Salah đã trở lại thực sự mạnh mẽ cả Virgil và Chen cũng như vậy họ đã có màn trình diễn tốt trước Ibuic. chúng tôi đang cố gắng tận dụng tốt nhất họ và trọng tâm chính hiện tại của tôi là trận đấu với Brentford chứ không phải là gia nhập đồng nhưng chúng tôi cũng vẫn sẽ xem xét điều đó sẽ như thế nào. Nguyên nhân của sự chậm trễ này rất có thể do lập trường của Fenway Sport Group là hạn chế tối đa việc ký hợp đồng với các cầu thủ trên 30 tuổi. Lập trường này làm dấy lên lo ngại về tương lai của Van Dijk và Salah nói riêng, và cả hai đều đang được liên kết với các động thái đến Ả Rập Xê Út. Đối với Alexander Arnold, các liên hệ với Real Madrid đã tràn lan trong suốt mùa hè này. Mặc dù các báo cáo gần đây cho thấy rằng, một hợp đồng mới cho hậu vệ cánh là ưu tiên của câu lạc bộ, nhưng bà lãnh đạo khẳng định tương lai của cầu thủ 25 tuổi là ở Liverpool. Mình xin cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Anh em đừng quên để lại một like, share và hãy ấn đăng ký kênh để mình có thể gửi đến cho anh em những thông tin cập nhật mới nhất về đội bóng của chúng ta nhé. Anh em cũng đừng quên đưa ra ý kiến của mình ở phía dưới phần bình luận. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.